Dấu hiệu nhận biết bạn đang bị đối phương dắt mũi. Ở một số thời điểm trong cuộc đời, chúng ta có thể đã từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của thao túng cảm xúc. Thao túng không phải là một dạng lạm dụng ngẫu nhiên hoặc bộc phát từ sự tức giận và thất vọng mà được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt được các chiến thuật thao túng cảm xúc khác nhau để có thể bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh khỏi hình thức lạm dụng này. Thứ nhất, biến bạn thành đứa trẻ để dễ bề kiểm soát. Có một cách phổ biến được người ta sử dụng để kiểm soát người khác, đó là giao tiếp với đối phương như thể họ là đứa trẻ. Họ dùng phương pháp cây gậy và củ cà rốt biến một vấn đề phức tạp và đa chiều trở thành một thứ chỉ có trắng với đen. Cây gậy tượng trưng cho hình phạt, còn củ cà rốt thì tượng trưng cho phần thưởng. Cách làm này giống như tung hỏa mù để đối phương cảm thấy mất phương hướng và cảm thấy mông lung, dễ dàng chấp nhận bất cứ đề nghị gì được đưa ra. Câu chuyện ông lão thao túng lũ trẻ. Một ông già bán hàng tạp hóa ven đường. Ông cảm thấy rất phiền lòng vì một đám trẻ con trong phố thường chơi đùa trước cửa hàng của ông vào mỗi buổi chiều, khiến nơi đây trở nên ẩm ý. Mặc dù ông đã thử nhiều phương án, nhưng không có cách nào đuổi được lũ trẻ đi. Cho đến một ngày, ông nghĩ ra tuyệt chiêu mới. Ông gọi lũ trẻ lại, cho mỗi đứa 10 đồng rồi nói: "Cảm ơn các cháu. Các cháu chơi ở đây làm ta rất vui. Ngày mai lại đến đây chơi nữa nhé." Bọn trẻ rất vui sướng khi nhận được tiền. Và dĩ nhiên, ngày hôm sau chúng lại quay trở lại. Nhưng lần này, ông già chỉ cho chúng 5 đồng với lý do như hôm trước. Hôm sau nữa thì chỉ cho chúng mỗi đứa 2 đồng. Hôm sau nữa thì chỉ 1 đồng. Và đến ngày cuối cùng, ông đã không cho tiền bọn trẻ nữa. Điều này làm bọn trẻ cảm thấy rất khó chịu. Chúng nghĩ: "Chúng ta chạy nhảy đứt cả hơi mà số tiền càng ngày càng ít, vậy lần sau đừng tới đây chơi nữa. Chơi nữa chẳng hóa ra ta gieo hò miễn phí cho ông lão vui à?" Kể từ đó, ông lão không còn bị làm phiền bởi tiếng nô đùa của lũ trẻ nữa. Người xưa có câu: "Muốn nắm chặt thì phải thả lỏng." Ông lão sau nhiều lần thất bại với những lời dọa dẫm và xua đuổi, ông đã hiểu rằng để lũ trẻ từ bỏ khu vui chơi ưa thích của mình thì chỉ có cách duy nhất là điều khiển một cách tinh tế tâm lý chúng. Và đây là bí mật của ông lão. Ông lão đã thay đổi mục đích vui chơi ban đầu của lũ trẻ. Chúng đến với khoảng sân trước cửa hàng ông lão để vui chơi, chủ yếu vì nơi này khá thoáng mát, rộng rãi và có nhiều cây xanh. Hay nói cách khác, chúng chơi ở đây là vì bản thân chúng thích thế. Nhưng ông lão lại thay đổi điều đó. Ông khiến tụi nhỏ tin rằng chúng vui chơi là vì ông, vì ông trả tiền để bọn chúng chạy nhảy và hò hét. Niềm tin này dần dần biến thành động cơ thực sự để chơi đùa của lũ trẻ. Chúng quên mất rằng chúng chơi chỉ vì chúng thích thế. Thay vì tận hưởng từng giây phút được thoải mái cười đùa và leo lên những ngọn cây để hóng mát, chúng lại dành tâm trí để chờ đợi giây phút nhận được những đồng tiền thưởng của ông lão. Và ngay khi ông lão không còn cho chúng tiền thì chúng bỏ luôn hành vi chơi đùa của mình. Câu chuyện trên là một câu chuyện giả tưởng, nhưng nó lại nói lên một thực tài đang diễn ra rất thật trong xã hội chúng ta. Thứ hai, dễ dàng thân thiết. Những người sử dụng chiến thuật thao túng cảm xúc thường có xu hướng hành động như thể họ rất yêu mến bạn. Nếu chỉ là mối quan hệ xã giao thông thường, họ sẽ tìm mọi cách khiến bạn tin rằng họ chính là người bạn tốt nhất mà bạn có. Và rồi họ bắt đầu tâm sự với bạn về những điều thầm kín của mình và hành động như thể bạn là người duy nhất biết nó. Theo lẽ tự nhiên, bạn cũng sẽ kể cho người ấy về những bí mật của mình. Sau đó, họ có thể lạm dụng những bí mật này để thao túng bạn. Ví dụ, một nhân viên kinh doanh thấy vị trí của bạn là một cái gai cản trở công việc của anh ta. Anh ta tiếp cận tâm sự với bạn. Bạn có thể có một vài điểm không ưa thích với nhân viên phòng của mình và đã tiết lộ cho anh ta. Khi nắm bắt được bí mật về phòng ban của bạn, sau đó trước mặt lãnh đạo sẽ đưa ra ý kiến tiêu cực về phòng của bạn, khiến bạn càng rơi vào thế khó. Thứ ba, đánh cháo sự thật. Những người thao túng cảm xúc người khác chính là những kẻ tài ba trong việc dắt mũi sự thật. Họ sẽ không trực tiếp đưa ra lời nói dối nào cả, mà thay vào đó là phóng đại sự thật và giả vờ như mình là một kẻ ngây ngô. Qua miệng lưỡi của họ, những điều chưa xảy ra đều có thể xảy ra và họ sẽ có được điều mình muốn mà không cần phải chịu trách nhiệm. Một ví dụ điển hình như có ai đó nói về việc môi trường xung quanh bạn đang rất ô nhiễm. Họ sẽ phóng đại lên cho rằng
Việc này cấp bách sẽ gây hại sức khỏe cho bạn và về sau có thể khiến bạn mắc bệnh. Điều này có thể khiến bạn bán căn nhà mình đang sống hoặc tăng cường biện pháp chống ô nhiễm như mua rất nhiều khẩu trang và máy hút bụi. Thứ tư, quyết định vội vã. Những kẻ thao túng cảm xúc biết rằng hành động của họ sẽ làm tổn thương cho bạn, nên cách dễ dàng nhất để hỏi ý kiến bạn chính là lợi dụng sự vội vã để bạn mất cảnh giác. Họ sẽ đưa ra những câu hỏi khi vội vàng đi ra ngoài hay trong thời gian nghỉ ngơi ngắn, và kể cả trong những cuộc thảo luận không liên quan. Ví dụ, có một người cho thuê phòng vì muốn cho thuê nhanh. Họ nói rằng vừa mới xin nghỉ ít phút ra đây cho bạn xem phòng. Phòng đó nhìn qua không vấn đề gì, nhưng nếu xem xét kỹ sẽ có điểm khiến bạn không quyết định thuê. Họ lại thuê một người nữa cùng đến xem, nhưng chỉ sau bạn một chút. Khi người đến sau bạn vào xem phòng thì có vẻ ưng ý và muốn thuê. Điều đó khiến bạn lo nghĩ sẽ bị người khác thuê mất nên đã quyết định vội. Và như vậy, người cho thuê phòng đã đạt được điều mình muốn. Thứ 5. Chơi đùa với cảm xúc của bạn. Có một phương pháp rất phổ biến được dùng để dễ dàng xây dựng tầm ảnh hưởng với một người, đó là khiến họ cảm thấy vừa được quan tâm lại vừa bị đe dọa. Chẳng hạn, thay vì bảo họ cố gắng tìm ra điểm mạnh của bản thân để tìm việc phù hợp, thì lại nói rằng làm cái này, lấy bằng cấp chứng chỉ này thì sẽ dễ dàng xin được việc, và mình quan tâm nên mới muốn tốt cho họ thôi. Nhiều người sẽ nhanh chóng làm ngay điều đó, như thể họ sinh ra để làm vậy, chẳng cần nghiên cứu cân nhắc xem mình có phù hợp hay không. Thứ 6. Rời đi. Một người thao túng cảm xúc sẽ lựa chọn rời đi khi họ nhận ra mình không có cơ hội thắng trong một cuộc tranh cãi. Về nghĩa bóng, họ muốn bạn phải đuổi theo họ cũng như rơi vào trạng thái lo lắng thấp thỏm. Thông thường họ chỉ làm vậy nếu đây là mối quan hệ thân thiết và bạn không muốn mất đi nó. Do đó, chiến thuật thao túng cảm xúc này thường là hình thức tàn nhẫn nhất để hành hạ cảm xúc của ai đó, nhưng cũng là cách thức lãng phí thời gian nhất. Vì vậy, hãy cố gắng giữ bình tĩnh khi điều này xảy ra, suy xét những gì họ đã làm tổn thương đến mình thay vì mù quáng van nài họ ở lại. Trên đây là một số gợi ý giúp bạn nhận biết được trường hợp hay cách thức con người ta đang bị giật dây. Nếu bạn muốn giữ được cái đầu lạnh thì bạn cần cẩn trọng hơn. Ngoài ra, bạn nên tạo cho mình những thói quen cần thiết để luôn giữ được tỉnh táo và sáng suốt. Luôn đảm bảo bản thân được góp lời trong các cuộc trò chuyện. Giữ khoảng cách với người khiến bạn cảm thấy lo lắng, mất kiểm soát. Bỏ qua những lời độc thoại dài dòng, bất cứ điều gì quan trọng đều có thể được giải thích ngắn gọn mà không cần tấu chương. Nếu một người không thể tóm gọn vấn đề trong đôi ba dòng, thì họ hoặc là chưa chạm đến cốt lõi của vấn đề, hoặc là không hiểu tí gì về vấn đề. Bất cứ khi nào có thể, hãy tránh xa những người không tôn trọng bạn hoặc khiến bạn luôn cảm thấy có lỗi. Khi mọi người cố gắng thao túng bạn, hãy cố gắng tạo lớp phòng thủ bằng những câu hỏi như: tôi có thể bày tỏ quan điểm của mình không? Hay các anh đang nói về tôi à? Đọc và hiểu về luật để nhận thức được quyền và trách nhiệm của bản thân, sẵn sàng đưa sự thật ra ánh sáng. Luôn cập nhật thông tin về thế giới xung quanh bạn và hỏi ý kiến của một người khác trước khi đưa ra quyết định. Học cách từ chối với mọi người. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để quan tâm tới bài viết này. Hãy để lại comment dưới bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và nếu các bạn thấy bài viết này có ý nghĩa, hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.